Chương 9, câu 9 đến câu 13. Bỏ nơi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi tại trạm. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu nói với các môn đệ người rằng, sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy? Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này. Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa chọn gọi mỗi người chúng ta không phải vì chúng ta xứng đáng, nhưng là vì để tình thương và sức mạnh của ơn Chúa được tỏ hiện. Ơn gọi của Matthew trong bài tin mừng hôm nay là một minh chứng cho điều đó. Chúa Giêsu đã gọi Matthew làm tông đồ của Chúa khi ông đang làm công việc thu thuế. Theo cái nhìn của người Do Thái thời đó, là một công việc tội lỗi, phản quốc, hại anh em dân tộc mình. Quả thật, xét về mặt đạo đức, thánh thiện và danh giá, thì Matthew hoàn toàn không xứng đáng. Nhưng Chúa vẫn gọi ông, để qua ông, Chúa biểu lộ tình thương và sức mạnh của ân sủng Chúa. Để tỏ lộ tình thương với Matthew, sau khi gọi ông, Chúa còn đến nhà ông, cùng ăn, cùng uống với ông và những người thu thuế tội lỗi khác. Theo truyền thống Do Thái, ăn uống với ai là đồng hóa mình với người đó. Chúa Giêsu, đấng gánh tội trần gian, đã tự đồng hóa mình với tội nhân, trở nên thầy thuốc để cứu chữa những người đau yếu, bệnh tật, nô lệ tội lỗi. Thiên Chúa, đấng giàu lòng thương xót, đến với hết mọi người, kể cả những người tội lỗi. Ai đón tiếp Ngài thì Ngài ngự đến và cứu giúp người ấy. Matthew dù là người tội lỗi, nhưng ông đã biết khiêm tốn từ bỏ quá khứ để bước theo Chúa. Và ông đã được ơn cứu độ từ Chúa, trở nên một thánh sử. Nhìn vào lịch sử hội thánh, lòng thương xót và sức mạnh của ơn Chúa đã làm biến đổi biết bao phận người. Nhờ đón nhận lòng thương xót và ơn Chúa ban, Phao-lô, từ một kẻ bắt hại đạo Chúa, đã trở thành tông đồ dân ngoại. Phê-rô, từ một kẻ chối thầy, đã trở thành trụ cột hội thánh. Hay như Maria Magdalena, từ một cô gái điếm trở thành người loan báo tin mừng phục sinh đầu tiên. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp mỗi người chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận tình trạng bệnh tật, yếu đuối và tội lỗi của mình, để nhờ đón nhận lòng thương xót và sức mạnh của ơn Chúa, mỗi ngày chúng con sẽ trở nên xứng đáng hơn với lời kêu gọi yêu thương cứu độ của Chúa. Amen.